Wow, nó sớm lắm luôn nè cả nhà thấy không? Đó, bánh của mình thành công nha cả nhà. Nè, còn cái bột nè, nó xốp ơi là xốp luôn nè cả nhà. Đó, bánh mì ngọt của mình nha. Hello cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bánh làm bánh ngọt, nhưng mà mình làm nhân thịt nha cả nhà. Mình không làm nhân ngọt mà làm nhân thịt. Thì ở đây mình có là nửa cốc sữa, mình sẽ đổ vào cái chén và mình sẽ đi microwave cùng là 15 second nha cả nhà nha. Sau đó mình sẽ bỏ đường và men vào. Đây sữa cả nhà mình bỏ vô mình hâm là 15 second ha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ sữa vào đây. Đồng thời mình sẽ cho 3 muỗng đường vào nha. 3 muỗng đường trắng. Rồi bây giờ mình sẽ cho men ha. Đây là cái hũ men của mình, men mình mua khá nhiều cả nhà, mình bỏ vô cái hũ mình xài. Giờ mình sẽ bỏ vào muỗng một muỗng men. Mình sẽ múc qua bột vào nha, là 2 cấp bột nha cả nhà. Mình đông là 2 cấp bột. Này 1 cấp. À, bột của cả nhà mình dùng all purpose flour, nhưng mà nếu mà cả nhà có bột bánh mì á thì cả nhà dùng bột bánh mì, nó gọi là bread flour, thì các bạn dùng bột bánh mì nha. Mình không có bột bánh mì, mình dùng all purpose flour ha. Giờ mình bỏ một cái trứng vào đây và mình sẽ đem qua máy mình đánh nha. Đây cả nhà ơi, bây giờ mình dùng cái máy này mình đánh nha, đánh bột nha. Bỏ bơ vào nha. Khoảng 3 muỗng bơ nha cả nhà. Và mình sẽ đánh bột là 15 phút nha. Sau 15 phút thì bột nó mới hoàn thành nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, cái thịt của mình đó, mình làm giống như thịt bánh bao á cả nhà. À, nhưng mà hôm nay mình làm cái bánh mì ngọt, mình sẽ bỏ cái này vào nha. Thì ở đây mình có cái scoop của ice cream á. Mình sẽ scoop cái này nha. Mình làm như vậy nè, rồi mình đem đi hấp cái thịt mình trước. Tại vì mình muốn cho cái thịt của mình nó chín. Tại vì cái bánh mì ngọt mình nướng chỉ có 12 phút rồi, cho nên mình sợ thịt nó không có chín. Cho nên mình phải đi hấp trước nha cả nhà nha. Đó, đây nè mình làm nè ha. Bánh mì ngọt cả nhà nhưng mà nhân thịt. Mình làm giỏ bánh mì ngọt nhưng mà mình ăn với thịt. Mình dùng cái scoop này cả nhà, mình chia cho nó đều. Bánh mì á cả nhà, mình làm chắc khoảng đâu khoảng 8 hoặc đến 10 cái. Tại mình đánh bột hai nhã cả nhà ơi. Mình sợ đánh nhiều á cái máy nó không có work á. Mình chia ra làm hai nhã mình đánh. Rồi mình sẽ hấp 10 cục thịt nha. Ở đây cả nhà mình có cái nồi cơm điện, nhưng mà đây nó có cái sẩn á cả nhà. Mình sẽ bỏ thịt vào đây mình hấp nha. Mình hấp cho thịt mình chín chín đi. Mình đánh 15 phút nha cả nhà. Thì sau khi 15 phút mình sẽ lấy cái bột của mình ra. Thì cả nhà thấy cái bột của mình nè, nó dẻo nè nha cả nhà ha. Nó dẻo như vậy là ha. Là được rồi ha. 15 phút, các bạn cứ đánh 15 phút là nó sẽ thành thôi à. Giờ mình sẽ lấy bột ra bàn mình nhồi một chút xíu nha. Rồi mình sẽ đem đi ủ 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà. À, bột có, nếu mà cả nhà mà bắt ra không được á, thì cả nhà dùng chút xíu dầu ăn á, bỏ trên tay là mình sẽ lấy ra được nha. Đó, này cục bột của mình. Giờ mình sẽ nhồi nha. Mình nhồi á cả nhà. Máy nhồi rồi mà mình nhồi thêm. Bột nó mịn lắm đó cả nhà.
Rồi cả nhà ơi, này là cái bột của mình nè cả nhà. Nó rất là mịn ha. Rất là mịn. Giờ mình sẽ bỏ vào cái này mình bọc food wrap lại và mình sẽ đem đi ủ nha cả nhà. 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi mình ủ. Đây cả nhà mình bỏ ở đây mình ủ nha, mà mình bỏ một cái tô nước nóng nha. Nhà mình bỏ một cái tô nước nóng vô rồi mình ủ nha. Ủ 1 tiếng nha cả nhà. Cả nhà ơi, sau 1 tiếng đồng hồ ủ với cả nhà, cái bột của mình nó lên bự rồi nè. Lớn nó lên double rồi đó. Giờ mình sẽ làm và mình bỏ thịt vào nha. Đây là mình sẽ bóc bột ra nè cả nhà đó. Cái bột nè cả nhà nó mịn nè. Mình chia bột ra 5 cái nha cả nhà. Giờ mình là làm xong rồi mình bỏ nhân á cả nhà, mình sẽ ủ thêm 30 phút nữa nha cả nhà. Sớt. Lần đầu tiên làm. Mình bỏ cục thịt vô nha cả nhà, giống như bánh bao gì đó cả nhà. Nhưng mà mình làm cái này thành bánh mì thịt. Rồi mình sẽ ủ như cả nhà, trong đây mình có cái khay mình sẽ ủ. Bánh mì ngọt cả nhà, mà mình làm nhân thịt thử nha cả nhà. À, cái này giống như bên Phi với cả nhà. Phi nó bán bánh mì với cả nhà, nó bỏ thịt vô vậy nè. Đó, ha. Mình lấy tay cả nhà mình làm vậy cho nó tròn. Cả nhà ơi, mình sẽ ủ cái bột này 30 phút nữa trước khi mình đem bánh đi nướng nha cả nhà. Giờ mình sẽ chét trứng nha. Mình chét trứng lên. Mình bỏ mình đi nướng. Nó nở ghê luôn nè cả nhà. Khay này nó hơi nhỏ cả nhà, mình không có cái khay nào lớn hơn hết. Để mình làm số nhiều quá, mình làm hai nhã bột luôn.
Cả nhà ơi, mình nướng bánh 13 phút nhưng mà mình thêm là 3 phút nữa nha cả nhà. Tại hôm nay bánh của mình nó cái khay hơi nhiều quá, cho nên mình nướng là tổng cộng là 16 phút nha. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Đây cả nhà, nó bánh vàng ươm luôn rồi cả nhà ơi. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, mình làm bánh mì ngọt thành công rồi, nhưng mà mình làm bánh mì ngọt cả nhà, nhưng không phải là nhân ngọt mà nhân là nhân thịt nha cả nhà. Thì đây là cái dĩa bánh của mình nè cả nhà. Michael say smile. Cười coi. Yeah. Cả nhà ơi, bây giờ mời cả nhà ăn nha. Mình sẽ lấy bánh mình mở ra cho cả nhà coi thử ở trong nó có xốp không ha. Đây nè cả nhà. Wow, đã quá. Còn nóng hổi luôn này, mời cả nhà nha. Nó đào xuống hả? Xuống đây. Em mời cả nhà nha. Thằng út của mình á cả nhà, nó đòi lên. Hồi nãy á cả nhà nghe tiếng nó la không là tại vì nó đòi xuống dưới đây để nó ngồi nó ăn á cả nhà. Bây giờ mời cả nhà nha. Mình mở thử cái bánh đầu tiên bự này nè cả nhà. Wow, bự quá trời luôn nè. Rồi mời cả nhà thử nha. Ok ok. Ừ. Cả nhà ơi, bánh của mình nè, bây giờ mình sẽ tắt ra cho cả nhà coi thử cái bánh nha. Wow, nó xốp lắm luôn nè cả nhà, thấy không? Đó, bánh của mình thành công nha cả nhà. Nè, còn cái bột nè, nó xốp ơi là xốp luôn nè cả nhà. Đó, bánh mì ngọt của mình nha. Nhưng mà cả nhà ơi, mình làm nhân thịt, mình không có làm nhân ngọt. Bữa nào ở cả nhà mình sẽ làm mình bỏ nhân ngọt vô. Ngon quá cả nhà ơi. Này, nhân thịt gà cả nhà. Nhân thịt gà. Trời ơi, ngon lắm cả nhà. Thử cái công thức của mình làm đi, rất là ngon. Hả? Nóng quá hả? Ăn thịt khỉ. Thảo đó. Nó bị bể ra gì nè cho nó nguội. Ở nhà bây giờ mỗi lần mình ăn là bé nó ngủ thì thôi, chứ mà bé nó dậy chắc giờ là nó đòi xuống dưới đây đó cả nhà. Ăn thử cái thịt nha cả nhà. Thịt vừa ăn luôn. Rồi cả nhà, bánh rất là thành công, ngon á. Thịt cũng ngon. Cái này cả nhà mình à, mình có thể cả nhà mình làm bỏ đậu đen hoặc là nho hoặc là cream cheese, mình bơm cream cheese vô đây mình đi nướng cũng ngon luôn nha. Bữa nào mình thử những cái đó. Bây giờ hôm nay cả nhà mình chỉ làm thịt thôi, tại mình làm cái này nè cả nhà, cho ông xã của mình đã dở đi làm á, cho ăn một cái là đủ no, vừa có thịt vừa có bột nha. Cho con cái này, vừa có bột cả nhà, vừa có thịt á, ăn cho nên nó no để đi làm. Ngon quá, hết sảy. Bột nó mềm ơi là mềm cả nhà, xốp đã lắm luôn. Ngon quá, vị cứu. Ngon quá con, cả nhà ơi. Ngon không? Mà mình làm bánh ngon không? Ok cả nhà ơi, hôm nay mình làm thành công cái món này. Thì nếu cả nhà thích cái món này thì cả nhà làm thử nha. Làm thử ăn, có gì cả nhà là báo cho mình biết là có thành công hay không nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của ngày hôm nay. Thì chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại các bạn video clip lần sau. Bye bye. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye cô chú. Bye bye. Bye bye cô chú nha.